Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di động Thành Phú nha. Trưa hôm nay thì em sẽ lên một số mặt hàng đang có tại cửa hàng bên em nữa nha mọi người nha. Thì đầu tiên em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện. Facebook bên em thì sử dụng bằng trang fanpage tên là Di động Thành Phú luôn nha mọi người nha. Đang có 18.000 người theo dõi đây. Mọi người cũng có thể theo dõi trên những video trên này. Bên em vẫn lên những cái video hàng ngày để báo giá hàng hóa trên này nha mọi người nha. Ngoài ra thì mọi người mua hàng thì có thể gọi trực tiếp số điện thoại giúp em đó là 0971 172 105. Bên em thì có gửi hàng toàn quốc luôn nha mọi người nha. Mọi người ở bất kỳ tỉnh thành nào trên đất nước Việt Nam thì bên em đều gửi hàng được. Chế độ bảo hành bên em thì vẫn sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng. Nói chung là lỗi là đổi chứ không bảo chứ không có thay sửa nha. Phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy luôn. Bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển nha. Quý khách hàng mua hàng thì trả phí vận chuyển giúp em, còn nếu như ai tin tưởng chuyển khoản thẳng thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển nha. Và để tránh những cái trường hợp bom hàng hoặc một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh ấy, thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nha mọi người nha. Bên em nhận cọc thì qua nhiều hình thức như là thẻ cào Viettel cũng được, qua chuyển khoản ngân hàng cũng được nha. Rồi bây giờ mình sẽ đến luôn những cái mặt hàng của ngày hôm nay nha mọi người nha. Đầu tiên mình sẽ đi những mặt hàng giá rẻ trước đi ha. Ngày hôm nay thì cái lô hàng máy A90 của Viettel bên em về tiếp nha mọi người nha. Máy bàn phím này, máy A90 thì di động này thì bên em về liên tục, nói chung là đợt này thì về liên tục luôn. Nhưng mà đợt này thì nó hình như nó không có bảng màu đen mọi người. Em về hai lô rồi, nó chỉ có màu xanh với màu vàng thôi. Hai lô thì gần đây thì hơn 100 máy nhưng mà nó cũng chỉ có màu xanh với màu vàng thôi. Bên trong phụ kiện của nó thì nó sẽ gồm có máy trước nè. Đầu tiên sẽ là một chiếc máy nè. Bên trong nữa thì nó sẽ gồm có là một chiếc ốp lưng nè. Đấy, một chiếc ốp lưng và một bộ sạc, một cáp nha mọi người nha, một viên pin. Đó là tất cả những phụ kiện của máy. Để em bóc luôn cái cây màu xanh ra luôn nha mọi người. Rồi đây, đây là hai mã màu mà em đã bóc ra rồi nha mọi người nha, màu xanh và màu vàng. Nói chung là màu nào thì cũng đẹp hết. Theo em thì thấy màu nào cũng đẹp hết. Đặc biệt dòng này thì cái loa rất là lớn và đèn pin của nó siêu sáng nha mọi người nha. Nó pin của nó là lên đến 5.800 lận nha mọi người nha, pin lên đến 5.800 lận. Cho nên là ở đây nó sẽ hỗ trợ cho mình là sạc Type C để cho nó giảm cái thời gian sạc của mình nha mọi người nha. Đấy, pin của nó cũng pin nha mọi người, rất là to luôn, pin 5.800 nha mọi người nha. Đấy, nó sử dụng là hai sim và một khay thẻ nhớ nha. Đấy, hai sim và một khay thẻ nhớ, loại pin của nó sẽ là 5.800, nó sẽ hỗ trợ cho mình là sạc Type C. Nói chung là cái dòng trắng đen mà nó hỗ trợ sạc Type C thì bây giờ nó rất là ít mọi người, chỉ có những cái dòng mà pin đời cao ấy, những cái dòng mới bây giờ ấy. Đây, máy này thì hoàn toàn là máy mới nha mọi người nha, Viettel A90. Dòng này thì sẽ hỗ trợ cho mình là hút sóng 4G luôn, cho nên là mình khỏi sợ vấn đề như là ở mai mốt cái sóng 2G nó cắt hay gì nha mọi người nha. Dòng này thì bên em thì nó vẫn giữ một cái mức giá cũ thôi, nó chỉ có 390 ngàn thôi nha mọi người nha, 390 ngàn. Đấy, sử dụng hai sim, đèn pin nha mọi người. Đấy, đèn pin là siêu sáng luôn nha mọi người nha. Đây, chiếc đèn pin của nó nè, gọi là siêu sáng luôn nha. Hai cái đèn pin của nó rất là sáng, hai cái đèn và cái màn loa của nó rất là to nha mọi người nha. Số thì ở đây nó sẽ hỗ trợ cho mình lọc đọc số nha mọi người nha, nó sẽ hỗ trợ là đọc số cho mình. Đấy. Đấy, nó sẽ hỗ trợ đọc số cho mình nha mọi người nha. Nó sẽ có nhiều cái chức năng như là đa phương tiện này, rồi ghi âm này, đài FM này. Đặc biệt là đài FM này mình không cần cắm tai nghe nha mọi người nha, tại vì trên dòng này nó sẽ không có cái jack tai nghe, cho nên là đài FM thì mình sẽ không cần cắm tai nghe luôn. Mình chỉ việc như thế này là mình mở thôi nha mọi người nha. Đấy. Đài FM thì đặc biệt là không cần tai nghe. Pin thì 5.800 thì rất là trâu rồi nha mọi người nha, sử dụng hai soi sim hai sóng luôn. Máy Viettel. Viettel nhưng mà mình sử dụng tất cả các nhà mạng đều được nha mọi người nha, chứ không phải là nó khóa riêng nhà mạng Viettel nha. Tất cả các nhà mạng đều được, mình xài Mobi, Vina, Beeline gì mình bỏ vào là xài được hết nha, nó không có bị cán mạng nha. Tiếp đến thì cũng như là dòng thanh lý, thì từ giờ cho đến khoảng tầm giữa tháng thì bên em sẽ thanh lý hết tất cả những cái lô hàng bên bên cửa hàng. Nói chung là sẽ có nhiều cái mặt hàng thanh lý giá rẻ để cho hết lô để chuẩn bị nhập những cái mặt hàng mới nha mọi người nha. Đấy. Ở đây thì đầu tiên em sẽ có được một cây iPhone 6. Đây là một cây hàng thay sửa nhẹ nha mọi người nha. Cây này thì cái loa thoại thì nó hơi nhỏ nha mọi người nha. Cái loa thoại này nè, nó hơi nhỏ. Nói chung là tình trạng như thế nào thì em sẽ báo rõ cho mọi người luôn. Men này là men zin, màng zin nha mọi người nha. Đấy, con này thì nó thay sửa như là nó đã từng thay một cái màng loa ở đây. Và kèm theo nó thay cái màng loa bên trên này, cho nên là cái loa thoại nó sẽ bị hơi nhỏ nha mọi người nha. Nói chung là em sẽ đánh nó về là cái hàng đã từng thay sửa. Tình trạng bên ngoài thì đánh đồng nó khoảng tầm 90 trên 90% thôi, nó bị nhăm 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 nha mọi người. Đấy.
Nói chung là cái vỏ nó không được đẹp lắm ha. Những cái coi hàng thay sữa này thì bên em chỉ có là hàng bán ra thanh lý thôi. Coi này thì pin của nó sẽ được là 88% nha mọi người nha, pin sẽ được 88%. Đấy, một máy duy nhất thôi. Coi này em thanh lý cho mọi người là chỉ có 900 ngàn thôi cho mức giá máy trần. Nếu như quý khách hàng lấy thêm một bộ sạc cáp, một cường lực cũng như là một chiếc ốp lưng thì hỗ trợ giúp em là ở đây là hỗ trợ giúp em là 100 ngàn. Nói chung là phụ kiện của 5S cũng như là hàng 6G thì bên em sẽ hỗ trợ là 100 ngàn nha. Pin con này thì sẽ được là 88%. Ngoài ngoài cái tình trạng là cái loa nó nhỏ thì còn lại là full chức năng nha mọi người nha. Chỉ có điều là cái loa thoại nó hơi nhỏ một tí thôi. Cam trước nè, cam sau nè, hoạt động là ok hết. Nói chung là con này sử dụng làm con máy chữa cháy trong thời điểm hiện tại thì rất là hợp lý luôn. Hoặc là mình mua về để mình cho con em học tập thì thoải mái nha mọi người nha. Đấy, iPhone 6. Và đặc biệt con này nó sẽ là bản 32GB nha mọi người nha. Hàng này là hàng thay sữa. Tại vì nó sẽ là bị mất vân tay nha mọi người nha. Vân tay là không còn ha. Đấy, mất vân tay. Đấy, bản Mỹ nè, iPhone 6 nè, đang chạy phiên bản iOS là 12.5. Bộ nhớ sẽ được là 32GB nha, máy quốc tế chuẩn. Đấy, bỏ SIM nghe gọi thoải mái nha. Điều là một cái lỗi trừ của nó sẽ là nó bị mất vân tay và cái loa thoại nó hơi nhỏ nha mọi người nha. Đấy, bán thanh lý là 900 ngàn. Nếu như quý khách hàng lấy thêm phụ kiện như là ốp lưng và một bộ sạc cáp, hỗ trợ giúp em là 100 ngàn nha. Tiếp đến mình sẽ đến với một cái mặt hàng iPhone 7 Plus. Ở đây thì em sẽ có được hai bản 7 Plus nha mọi người nha, hai bản 7 Plus. Ở đây đầu tiên thì em sẽ có một cây em đánh là số 1 ha. Cây này thì em bán ra tặng đầy đủ phụ kiện như là ốp lưng, cường lực, một bộ sạc cáp thì với mức giá chỉ có 3.050.000 thôi. Và tại sao con này có mức giá rẻ như vậy thì tại vì con này nó có trầy xước nha mọi người nha. Đây, mọi người thấy là tại vì khách cũ người ta sử dụng cái ốp mà hở táo á, cho nên mình sẽ thấy là nó có một cái hình tròn ở đây nè. Đấy, nó bị xước hai điểm ở đây. Một điểm và hai điểm nha mọi người nha, một điểm và hai điểm. Đây, chỉ có hai điểm này thôi, còn lại là đẹp nha. Tình trạng máy thì em sẽ bao cho mọi người là máy zin đẹp luôn. Kể cả pin con này thì nó vẫn là pin theo máy nha, pin con này thì nó vẫn là pin theo máy luôn nha mọi người nha. Pin con này sẽ còn được là 86%. Đấy, pin theo máy ha, 86%. Phụ kiện gồm có là sạc cáp nè, ốp lưng và cường lực luôn. Tình trạng bên ngoài thì về màn hình rồi là đẹp hết nha mọi người nha. Em sẽ chùi sơ cái màn hình đi ha. Đấy, mọi người thấy là màn hình chùi ra rất là đẹp nha, rất là bóng bẩy đẹp nè. Cái điểm trừ duy nhất của nó là nó chỉ có bị xước phía sau và nó bị in lại cái hình của cái một cái vòng tròn xung quanh trái táo thôi. Đấy, nhưng mà cái này mình bỏ ốp vào là sẽ đẹp ngay nha mọi người nha. Mọi người mua cái ốp hở táo về bỏ vào sẽ đẹp ngay. Hoặc là bên em có tặng ốp mà mọi người. Đấy, mình bỏ vào sẽ đẹp nha. Còn tình trạng khung xương khung đồ là đẹp hết nha. Đấy, chỉ có một cái điểm trừ duy nhất như thế này thôi. Mình đã làm một con máy như thế này giảm giá đi rất là nhiều nha mọi người. Chỉ còn có mức giá là 3.050.000 thôi. Con này là iPhone 7 Plus bản 128GB, bản Mỹ nha mọi người nha. Con này thì em đang đánh vị trí với một cái số là số 1 nha. Mọi người cứ mua hàng thì cứ liên hệ cho em, nó là cái iPhone 7 Plus số 1 là em sẽ biết được cây nào liền nha. Máy là máy quốc tế chuẩn full 100%, không dính bất kỳ một cái tài khoản nào hết nha. Và em vẫn sẽ bao full chức năng cho mọi người. Chế độ bảo hành vẫn sẽ là 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng nha mọi người nha. 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Đấy, nói chung là máy full chức năng, vân tay vân đồ là đầy đủ hết nha mọi người nha. Nói chung là nó cái điểm trừ duy nhất của con này là nó chỉ có bị cái lưng này thôi. Đấy, còn lại là nó là full chức năng. Tiếp đến cũng là một con máy full chức năng nữa. Ở đây thì em cũng là một cây 7 Plus. Cây này thì nó sẽ mức giá sẽ là 3.300.000 nha mọi người nha, sẽ là 3.300.000. Tại sao con này nó sẽ cao hơn con đó là với mức giá là 250.000. Là tại vì cây này thì nó sẽ là hàng pin mới và tình trạng cái lưng của nó là đẹp luôn nha. Máy thì em vẫn sẽ bao là máy zin rồi, nhưng mà còn lại tình trạng là lưng là lưng đẹp hơn con kia. Đấy, nó vẫn là hàng đã qua sử dụng nha, chứ không phải là hàng mới hoàn toàn 100%, nhưng mà con này thì nó đẹp hơn tình trạng con này. Đấy, và đặc biệt là nó đã được thay pin mới hoàn toàn 100%. Pin này mọi người vẫn sẽ được bảo hành luôn 3 tháng một đổi một nha. Pin bên em đã thay rồi thì bên em sẽ bảo hành một đổi một cho mọi người trong vòng 3 tháng. Đấy, những cái pin mà bảo hành bên em thì thường khi mua kèm máy bên em sẽ bảo hành là 150.000 ấy. Đấy, là khi mọi người thay 150.000 pin nó sẽ được bảo hành, còn pin thường 100.000 thì sẽ không được bảo hành nha. Và pin con này bên em đã thay rồi và bên em sẽ bảo hành luôn cho mọi người. Con này thì với mức giá sẽ là 3.300.000, em đánh nó là số 2 thì mọi người liên hệ cho em nó là mua cái iPhone 7 Plus số 2 là em sẽ biết được ngay nha. Đấy, tình trạng là máy đẹp hết nha mọi người nha. Đấy, xương là đẹp hết nè.
Pin là pin thay mới rồi, còn máy thì máy là full chức năng, cho nên là mình cứ yên tâm nha, máy là full chức năng rồi. Đấy. Tất cả iPhone 7 Plus bên em thì nó đều là bản Mỹ cả, và ở đây thì hiện tại không phải gọi tất cả mà em chỉ còn có đúng hai cây thôi, em đánh vị trí là số 1 và số 2 thôi. Một cây thay pin với mức giá là 3 triệu 3 và một cây là pin zin theo máy với mức giá là 3 triệu 050 ngàn, chạy xước một tí nha. Tiếp đến nữa thì sạc dự phòng. Sạc dự phòng thì đợt này bên em vẫn về được tiếp được nha mọi người nha. Sạc dự phòng dung lượng 20 ngàn, sạc 20W và 22.5W thì ở đây bên em về được bản màu trắng và màu đen nha. Đấy. Sạc này bên em thì với mức giá sẽ là 320 ngàn. Tất cả các đơn hàng dưới 500 ngàn thì bên em đều đồng giá là 30 ngàn tiền phí vận chuyển. Còn tất cả các đơn hàng mà trên 500 ngàn thì bên em đồng giá là 40 ngàn tiền phí vận chuyển. Trong cái 40 ngàn hoặc là 30 ngàn này thì mọi người sẽ được khui hàng kiểm tra và hàng của mọi người sẽ được đánh hàng giá trị cao cho nó vận chuyển nhẹ nhàng nha mọi người nha. Đấy. Đây là sạc dung lượng 20 ngàn nha mọi người nha. Dung lượng 20 ngàn này thì dung lượng sạc đầy của nó sẽ được là 16 ngàn và 4 ngàn thì nó sẽ là dung lượng giữ cho máy mình không bị tắt nguồn nha mọi người nha. Cái đầu sạc USB này nó sẽ sạc ra cho mình là 20W và một đầu sạc Type-C này nó sẽ sạc ra cho mình là 22.5W nha mọi người nha. Đấy. Nó sẽ có đèn báo bình luôn nha. Dung lượng 20 ngàn, nó sẽ có đèn báo bình cho mọi người luôn. Đấy. Với mức giá chỉ có 320 ngàn thôi nha mọi người. Tiếp đến thì như mọi người thấy ở đây thì bên em về về được một cái lô S21 nha mọi người nha. Samsung S21 bản Mỹ bản Hàn, Samsung S21 bản Hàn nha mọi người nha. Đợt vừa rồi thì sẽ có bản Mỹ, đợt này sẽ là bản Hàn nha. Em sẽ về được cái bản màu xanh cũng như là bản màu màu vàng, nhưng mà màu này thì trên hãng nó báo là màu vàng cát nhưng mà em thấy nó ngả về màu hồng nhiều hơn ấy mọi người. Đấy. Đó là hai bản màu của S21 nha. Bản hàng á thì nó mỗi tội là nó chỉ có một sim thôi nha mọi người nha, nó một sim nhưng mà được cái là bộ nhớ nó cao hơn cái bản Mỹ nha. Hàng này bên em thì nó là hàng đẹp keng 99 hết nha mọi người nha, hàng đẹp keng. Nếu mà những khách hàng kiểu như là khó tính mà có thể là soi từng điểm chi tiết á thì ở đây em đánh đồng 98, nhưng mà thực chất là lô này nó em đảm bảo cho mọi người là sẽ đẹp hơn 98 nha. Đấy, đẹp hơn 98. Samsung S21 nha mọi người nha. S21 nó sẽ có hai mã màu, đây là mã màu tím cũng như là mã màu hồng nha. Ở đây thì em sẽ lấy một máy giới thiệu cho mọi người. Thì bản hàng á, thì đợt vừa rồi bên em nói mức giá sẽ là 5 triệu 7. Nhưng mà trong cái lô này thì bên em sẽ giảm thêm cho mọi người là 200 ngàn nha. Em sẽ giảm thêm 200 ngàn thì nó sẽ còn là 5 triệu rưỡi. Với mức giá 5 triệu rưỡi là mọi người đã được tặng phụ kiện rồi nha. Phụ kiện ở đây thì đợt này em sẽ tặng cho mọi người đó là một bộ sạc nhanh kèm theo đó một tai nghe nữa nha. Đợt này thì ốp lưng của nó em vẫn không về kịp nha mọi người. Ốp lưng thì phải đợt sau. Ốp lưng của dòng này thì đợt này em vẫn không về kịp. Cho nên là đợt này em chỉ về máy thôi. Nên em bán ra em không có tặng kèm cái phụ kiện như là ốp lưng cường lực. Em chỉ tặng kèm đó là sạc cáp và tai nghe thôi nha. Dòng này nó sử dụng là tai nghe Type-C chứ là chung với chân sạc, cho nên là em sẽ tặng kèm cái tai nghe đó cho mọi người luôn. Tại vì cái tai nghe đó thì bên em có sẵn. Mọi người mua cái tai nghe đó bên ngoài thị trường thì rất là cao tiền nha. Dòng này thì về một số cấu hình sơ bộ thì ở đây em cũng giới thiệu về một số cái cấu hình sơ sơ bên ngoài thôi. Ví dụ như là cây RAM của nó thì sẽ là RAM 8GB nè. RAM 8 này nó sẽ hỗ trợ cho mình cộng thêm 8GB RAM ảo nữa thì tương đương khoảng tầm RAM 16GB. Tức là cái bộ nhớ cây RAM này rất là cao rồi nha, 16GB. Còn cái bộ nhớ trong của nó thì sẽ lên đến là 256GB nha mọi người nha. Nói chung là bản hàng thì lúc nào nó cũng như vậy cả. Nó sẽ đánh vào cái bộ nhớ trong khá là cao, 256GB nha. Và về màn hình của con này thì độ rộng của nó cũng vừa phải thôi, nó chỉ có 6.2 inch thôi nha mọi người nha, 6.2 inch. Đấy, camera của nó thì phía sau nó sẽ gồm có 3 camera. Camera chính sẽ lên nó là 64 megapixel nè. Camera phụ nó sẽ là 10 megapixel. Nó vô dòng này thì quay phim chụp ảnh thì khỏi chê nha mọi người nha. Đây là camera trước nè. Đấy. Còn đây sẽ là camera sau nè. Nó rất là sắc nét và đẹp nha. Quay phim nè. Đấy. Samsung S21 bản hàng nha mọi người nha. Bản hàng thì sử dụng chỉ có một sim thôi nha mọi người nha, một sim. Những con này thì màn hình của nó cũng vừa phải thôi, nói chung là kích cỡ này thì mình cầm thì nó cũng vừa phải, nó không quá to giống như những cái hàng Plus. Những cái hàng Plus thì mình cầm nó quá to giống như những con này thì mình bọc túi nó hơi vướng, nhưng mà những con này thì mà bọc rất là vừa vặn luôn nha mọi người nha. Đấy, bọc khá là vừa vặn. Camera sắc nét, cấu hình cao nè, bộ nhớ khủng nè. Mà với mức giá bên em đang giảm giá thì chỉ có còn có đúng 5 triệu rưỡi thôi. Thì mọi người sở hữu một con S21 thì bây giờ nó rất là hợp lý cho cái mức giá hiện tại nha mọi người nha. Lô này thôi chứ còn được những lô sau thì chưa biết nha mọi người nha. Tại vì lô này thì bên em về được mức giá khá là rẻ, cho nên là bên em sẽ ra lại với mức giá rẻ. Chứ còn đợt trước thì nó tới 5 triệu 7 lần nha mọi người nha. Đấy. Phụ kiện thì tặng kèm sạc nhanh cũng như là tai nghe AKG nha mọi người nha. Em sẽ có hai mã màu này thôi ha.
Tiếp đến thì sẽ là S20 Blade bản Mỹ nha mọi người nha. S20 Blade bản Mỹ thì ở đây em sẽ còn được hai máy màu đen. Đây, đây là hai con máy màu đen nha mọi người nha. Đặc biệt hai cây này đừng được thay pin hết nha mọi người nha. Pin thì bên em tự thay nha mọi người nha. Đấy. Hai con này thay pin hết, tình trạng máy là máy đẹp nha. Pin thì bên em tự thay rồi. Quý khách hàng, có nhiều khách hàng thì cứ sợ là thay pin lên rồi nó có chất lượng hay không, tại vì cái pin theo máy á, chắc cú là nó không còn chất lượng thì bên em mới bắt buộc phải thay pin mới. Chứ nếu mà cái pin theo máy mà nó chất lượng thì bên em không phải thay pin mới đâu mọi người. Mà có thay pin hay là pin zin theo máy gì thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho mọi người đầy đủ hết, tức là vẫn sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nha. Thay pin thì pin của mình sử dụng nó chất lượng hơn thôi chứ không có gì hết nha. Đấy, tình trạng máy hai con này thì là máy đẹp ha. Nói chung là nó vẫn là hàng đã qua sử dụng, nó vẫn sẽ có phe phải nhẹ một tí, nhưng mà tình trạng máy bên trong thì em sẽ bao cho mọi người là chất lượng nha. Đây, giống như là nó có xước xước một tí nha mọi người. Hai con này thì bên em thanh lý chỉ có 4 triệu 8 thôi nha mọi người nha. 4 triệu 8 là những con này đã có phụ kiện như là ốp lưng, dán màn, rồi một bộ sạc cáp rồi nha. Đấy, chỉ với mức giá là 4 triệu 8 thôi. Đây là Samsung S20 Plus bản Mỹ. Nó sẽ màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.7 inch. Đấy, bản Mỹ thì sẽ chạy chip Snapdragon là 865 nha mọi người nha. RAM thì sẽ là RAM 12 cộng 8 thì tương đương khoảng 5 RAM 20GB. Bộ nhớ thì sẽ lên đó là 128GB. Nó sẽ sử dụng cho mình là hai SIM, một eSIM và một micro SIM nha. Pin dòng này thì sẽ được là 4.500 nha mọi người nha. Pin được 4.500. Camera sau của nó thì sẽ gồm có 4 camera. Camera chính của nó vẫn sẽ là 64 megapixel và gồm có 3 camera hỗ trợ cho mình quay phim chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt màn hình thì bên em sẽ bao cho mọi người là màn zin sáng đẹp luôn. Thay vì bây giờ mình mua một con máy đẹp 99 nha, ví dụ là em nói ở đây một con máy đẹp 99 nha, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 triệu 7 đi, ví dụ là khoảng tầm đấy đi. Thì thực chất ở đây 5 triệu 7 mà mọi người sở hữu một con máy như thế này nè thì nó sẽ rẻ hơn, lên đến là khoảng tầm 1 triệu đồng nha. Cập nhật ứng dụng thì bên em sẽ cập nhật luôn, như mọi người thấy là nó vừa cập nhật ứng dụng đấy. Ở đây thì cập nhật thì bên em sẽ cập nhật hết luôn, tức là cập nhật lên cái phiên bản Android mới nhất cho mọi người, tức là Android 13 á. Những con này nó cập nhật lên được cho nên bên em sẽ cập nhật sẵn hết cho mọi người nha. Đấy, Samsung S20 Plus nha mọi người nha. Nói chung là dòng này thì sử dụng là em bao tất tần tật cho mọi người luôn, nói chung là bao tất tần tật luôn. Nói chung là lỗi là bên em sẽ đổi thôi. Tình trạng máy thì có thể là nó không đẹp như hàng mới được, nhưng mà chất lượng bên trong thì em vẫn sẽ bao cho mọi người là hàng mới như thế nào thì nó như vậy, chức năng hàng mới như thế nào thì nó vẫn như vậy hết. Nó chỉ khác nhau ở cái điểm bên ngoài là trời, những con này nó từng thay pin à, thay thì bên em vẫn sẽ thay pin tốt, pin zin cho mọi người nha. Đấy, vẫn thay pin tốt, pin zin hết. Với mức giá chỉ có 4 triệu 8 thôi, nó rẻ hơn một con máy 99 lên đến là khoảng tầm 1 triệu đồng. Nó cũng là một sự cân nhắc khá là hợp lý nha mọi người nha, tại vì nó rẻ hơn cả triệu đồng. Tiếp đến nữa thì bên em lại tiếp tục về thêm được cái dòng máy tính bảng Tab A7 Lite nha mọi người nha. Những cái hàng mà Note 20 Ultra thì bên em vẫn có nha mọi người nha. Note 20 Ultra thì đợt này bên em về rồi, có rồi hàng rồi nha. Còn đây là cái hàng Tab A7 Lite. Đây là hàng mới hoàn toàn 100% chính hãng. Khi mọi người mua không cần bảo hành bên em đâu, mọi người sẽ được bảo hành chính hãng nha mọi người nha. Phụ kiện bên trong vẫn là phụ kiện chính hãng full máy luôn. Đấy, gồm có là cốc cáp sạc nhanh nè, và một que lấy sim trong này, sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn thì chắc không cần đâu mọi người. Sử dụng máy thì không cần sách hướng dẫn đâu ha. Đấy, còn đây là máy nha mọi người nha. Tất cả những con này thì bên nó là hàng mới hoàn toàn 100%. Khi mọi người mua hàng á, cũng có thể là yêu cầu bên em kích hoạt. Giống như là con này nè, khi mà em lên video cho mọi người thì bên em sẽ kích hoạt sẵn, và bên em sẽ cập nhật Android sẵn cho mọi người luôn, cập nhật full ứng dụng cho mọi người. Còn nếu như mọi người muốn về tự bóc siêu, tự kích hoạt thì mọi người có thể là mua về tự kích hoạt nha. Những con này mọi người sẽ được bảo hành chính hãng nha mọi người nha. Không mua hàng, không bảo hành bên em đâu. Cứ hư hao đem ra tất cả các đại lý ủy quyền của Samsung thì mình đều được bảo hành hết nha. Đấy, còn hàng thì vẫn là hàng mới hoàn toàn 100%. Dòng này thì màn hình của nó độ rộng sẽ là 8.7 inch. RAM của nó thì sẽ là RAM 3GB và bộ nhớ sẽ là 32GB. Bên em đang bán ra thì với mức giá sẽ là 2.900.000. Tức là nó sẽ rẻ hơn những cái trong những cái trung tâm siêu thị dựng máy lên đến là khoảng tầm 2.900.000 thì nó rẻ hơn được 700 mấy chục ngàn á mọi người. Rẻ hơn được 700 mấy chục ngàn á. Đấy, nhưng mà chất lượng thì nó vẫn như nhau, tại vì hàng bên em vẫn bảo hành chính hãng và hàng trong trung tâm siêu thị vẫn bảo hành chính hãng nha. Nó vẫn là hàng mới hoàn toàn giống như nhau cả. Dòng này thì theo em thấy thiết kế của nó thì nó khá là ok, tại vì dòng này thực chất là bên em vẫn đang cho các bé ở nhà sử dụng những cái dòng này, tại vì không sử dụng dòng iPad là lý do là tại vì đi ra ngoài á, những con này nó có thể nghe gọi được, còn những cái dòng iPad thì nó không nghe gọi được. Đấy, nó bất tiện chỗ đó.
Những con này thì bỏ sim nghe gọi giống y chang điện thoại luôn, không khác gì hết nha mọi người nha. Nó chỉ có giống như cái điện thoại phóng to lên thôi chứ đâu có khác gì đâu. Đấy. Xem phim rồi nghe nhạc to rõ, màn hình Samsung này kia nọ. Nói chung là những cái con này thì nó có hư hao bể vỏ này kia nọ, nó thay sửa cũng rất là rẻ tiền. Mà cấu hình của nó cũng nằm ở mức tầm trung, khá là hợp lý luôn. Hỗ trợ 4G nghe gọi thoải mái. Pin thì pin 5.000, hỗ trợ chế độ là siêu tiết kiệm pin cho mọi người sử dụng thoải mái là khoảng tầm 6 đến 7 tiếng nha. Đấy. Sạc của nó thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là sạc 15W nha mọi người nha, hỗ trợ sạc 15W. Loa thì nó sẽ sử dụng là màn loa kép đây, màn loa kép nha. Mình sẽ mở nhạc thử đi ha. Màn hình thì không quá to, nói chung là con này thì mình có thể là cầm đi thoải mái tại vì cái màn hình nó không quá to. Đấy. Có những con mà màn hình tới 10 10 11 chấm mấy, 12 chấm mấy thì nó hơi to một tí, mình phải kẹp. Còn những con này mình cầm thoải mái mọi người, cầm xem phim thoải mái luôn. Đấy. Đấy. Màn loa kép thì cho mình xem phim nghe nhạc thì âm thanh nó ra đều hơn nha mọi người nha. Đấy, âm thanh thì nó ra đều hơn cho mọi người luôn. Đấy. Màn hình Samsung thì khỏi chê ha, nó sắc nét cũng khá là cao. Pin thì 5.000 mốt, sử dụng cho mọi người liên tục khoảng khoảng tầm 6 đến 7 tiếng cho mọi người đây. Đấy. Còn về camera thì quay phim chụp ảnh thì nó cũng nằm ở mức tầm trung thôi, tại vì máy đánh bảng thì nó không đánh giá quá cao quá quá nhiều về camera, nhưng mà cũng tạm được nha mọi người nha. Nói chung là về camera thì em thấy là vẫn tạm được. Ví dụ như mình thực hiện video call hay là mình thực hiện cuộc gọi Facebook hay là quay phim chụp ảnh thì cũng nằm ở mức tầm trung đây. Đó. Còn đây là camera trước nè. Đó. Camera cỡ này thì mình có thể là selfie cũng như là mình có thể chụp hình rồi mình gọi điện video thì cũng khá là hợp lý nha mọi người nha. Chỉ với mức giá là 2 triệu 9 thôi, bảo hành chính hãng Samsung Tab A7 Lite nha mọi người nha. Ngoài những cái dòng này á, thì ở đây thì bên em sẽ có được cái dòng SE2 nữa nha mọi người nha. SE2 thì bên em về liên tục rồi, hoặc là những cái dòng S20 thì video của em nó không đủ thời gian giới thiệu thì mọi người cũng có thể là inbox riêng qua cho em qua số điện thoại để có thể là bên em sẽ tư vấn riêng những cái dòng sản phẩm đấy, hoặc cũng như là gửi hình riêng cho mọi người qua Zalo nha. Số điện thoại bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại, đó là 0971172105 nha. Và để tránh những cái trường hợp lừa đảo cũng như là một số cửa hàng khác mạo danh thì mọi người vui lòng gọi, trước khi gọi nhớ kiểm tra lại số điện thoại chính xác giùm em và có thể là so lại số điện thoại ở trong phần mô tả video nha. Và để xem lại những video trước thì mọi người có thể bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất bên em nha. Bên em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nhé.